À, hôm nay mình có đến cái cửa hàng của anh Tèo à. Các bạn à, hôm nay có rất là nhiều xe mới ha. Ở đây có quay ớt, quay y rồi nè, quay Rio, thì Biaro nè, quý đó nè, Kimco, Exciter rất nhiều, quay ớt nữa nè, khu chờ 125 bình xăng con, có con quay ớt rất là đẹp luôn á, Exciter đoạn ngoài trước nhất trên Sigurd. Anh em nào có muốn mua gì thì alo mình đi ha. Thiếu gì xe đây nè. Xe cái này xe dài đây, nhưng mà xe đẹp không ạ? À? Có con quái ớt này quá đẹp nè. Xe đấy xe chia ha anh Đạo? Chia 2 19 5 ngàn cây à. Xe này cửa hàng bán bao nhiêu anh ta? 47 triệu anh. Như mới. Xe 5 ngàn chạy nhầm nhòi giống dòng xe này ha. Ừ. Xe ta, chỗ mình có này xe ta 135 không? Có. Còn là... Thì chiếc màu xanh mà. Mình ở 150. Ngày nay nó điện, có khách điện hỏi mua xe ta 135. Ừ. Xe này bên mình bán bao nhiêu à? 20 triệu 500 hả? Máy gì không? Máy gì? 23. Đấy chút điện đó rồi. À, có điện còn nữa này. Ừ. Còn có con một hả? Còn con. Còn như con màu trắng nữa mới bán rồi. 150 rồi rớt rồi sao? Ducati ở đây cũng còn nè nha, các bạn có ai mua là liên hệ ha. Hôm nay cũng có nhiều bạn hỏi Ducati rồi đó. Exciter nhóc chân nè. Còn con Blast màu trắng đen trắng nè. Với con Sigurd nào đỏ đen. Con Blast này giá nhiêu anh Tèo? Blast hiện tại giá 14 triệu anh. Đời, đời mấy? Xe này như 215, 216 gì đó anh, hai cái đó. Máy zin không? Máy zin. Nhiều xe có quên đắt ha, gặp à. Coi cái đắt không biết 215, 216 à, hai cái đó. Còn rất là nhiều xe chơi với này xe đẹp không bạn ơi. Thấy thì liên hệ ha. Mình quay xương xương thì thôi bạn ơi, hôm nay không có thời gian. Rồi hẹn các bạn lần sau ha. Hôm nay không có thời gian dắt con nhỏ đi nữa. Rồi hẹn các bạn clip mới ha.